cái hộp và bánh tráng hả? Sao phải lấy đi? Chắc phải lấy đi. Cái hộp cu. Dạ, tắm xíu ha. À, thấy gì đứng ở ngoài anh thấy thương quá. Sao không để xe vào nhà anh gì ơi? Đau lưng không có ngồi được. À, đau lưng à? Mổ bị điện. À, thoát vị địa điểm. Vì đau lưng không ngồi được. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel. Cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng, dược chất. Nhận giao hàng toàn quốc. Hi, mến chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn. À, trưa hôm nay bây giờ là 12 giờ trưa nha quý vị. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Lò Siêu, bên này là quận 11 nhé. Hôm nay đi qua đây để chia sẻ với lại quý vị các bạn một cái xe mì xào, rồi bánh ít trần, rồi có hành thánh chiên. Cái món ăn này là món ăn của người Hoa, bán mấy chục năm ở Sài Gòn các bạn. Mình mới vừa đến đây thôi và thấy là cô cũng vừa mới dọn ra thôi mà khách cũng đã đang rất là đông ha. Đó, cái này cái xe bán nhìn rất là đơn giản thôi nhưng mà món ăn ở đây nhìn cực kỳ hấp dẫn nha các bạn. Giờ thì Kiên sẽ mời tất cả quý vị các bạn hãy cùng theo chân Kiên, chúng ta hãy cùng khám phá cái xe, một trong những cái món ăn khá là hot, khá là hấp dẫn ở trên con đường Lò Siêu nha các bạn. Rồi, trước khi mà quý vị các bạn cùng khám phá món ăn với Kiên thì quý vị các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để mỗi lần Kiên ra video mới thì quý vị là người nhận được những video này sớm nhất nhé. Rồi, giờ thì Kiên sẽ mời quý vị cùng đi với Kiên khám phá món ăn ở đây nhé. Đây, địa chỉ ở đây là số 182 đường Lò Siêu. Bên này là phường 12, quận 11 nha các bạn. Đây, chúng ta thấy một xe. Đây, trong này có mì xào này các bạn này. Đó, hấp dẫn không? Ra để con tắt đi, rồi. Đó. Bên này là hoành thánh chiên này, bên này là bánh ít trần này các bạn này. Đó. Bên này là bánh bột này. Đó. Mới vừa ra lò luôn các bạn, là còn nóng hổi luôn này. Thơm lắm, rất là thơm luôn nhé. Đây có các. Đây, ra thêm một khay nữa này. Đó. Chị mới đưa ra là hai khay luôn. Quá đã luôn các bạn. Ở đây là mình bán được lâu chưa nhà chị nhỉ? 40 năm rồi. Rộng rồi. Tổng cộng nhà mình bán mấy món chị? 3 món hả? Nè, mấy tổng cộng đây là em nhìn đi. À, thấy 1 2 3 4 món. Đúng rồi. Còn cái hoành thánh nước chưa có em. À, phải đợi đó. Có hoành thánh nước nữa. Đúng rồi. Dạ. Đây là bánh bột các bạn, bên trên là có cải sa bấu á. Ở đây mình bán từ mấy giờ chị? 12 giờ rưỡi bắt đầu bán. À. Ở lòng rồi. Anh đến mấy giờ nghỉ? Ở là chiếu không xì dầu. Ý giờ chuẩn bị ra. Do mình đi ôi là chiếu mổ, đi mổ xa. Đây, bánh bột này các bạn này. Có hành phi nữa. Thơm á, rất là thơm á. Đấy,
Phần này là bao nhiêu chị? 10.000 một phần. Rồi đây 2 hộp 1 luôn không? Rồi là chị ơi, đây 20 chị cho nó 35 là 55 là chế. Rồi đợi tí ha, những này nó bột. Cáo giá đi nha. Cáo giá lẻ phải đâu à? Lấy xe 5 hành nữa. Rồi. Chế cho em bởi. Có tiền không chán sao? Chưa có. Rồi nghe. Rồi. Thấy oxy cây thay báo cho coi cho nó còn mà thánh tiền ha, vô lộ. Cho chở nhẹ mà, ít tiền tiền. Cái cái báo màn xì đó hay là khách à bán khách. Bây giờ là cái giờ nhà chị rất là đông khách các bạn. Nên là mình cũng quay chia sẻ với các bạn nhé, không có tiện hỏi nhiều nhé. Các chị rất là bận nha các bạn. Bây giờ bà các chị là không kịp bán rồi đấy. Đây có hoành thánh khô, hoành thánh nước, rồi bánh bột, rồi mì xào. Đó. 4 món này các bạn. Là bánh bánh trần á. Là 5 món, ở đây có 5 món. Giờ lên sóng không có. Mà hết tới nãy là bánh bột này rất là thơm nữa. Ở chỗ đó dĩa mì dĩa bột quá à. Cái này được không? Cái này được không dĩa bột? Anh cấp kêu dĩa mì đâu? Rồi hạt mềm, để không có bánh thánh chiên. Mới làm hả? Cái phần mì này cũng 10.000 hay 15 chị? Đúng rồi, 10.000. 10.000. Đấy, thêm 2 hành thánh nữa là 15. Thêm 2 hành thánh nữa là 15. Còn hành mì không là 10.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây các bạn thấy là cái xe thì bán như để một cái xe, cái xe này có thể đẩy đi được các bạn. Xe này cũng khá là cổ rồi. Cái này là đậu phộng không gì? Đúng rồi. À, đậu phộng xay. Thơm á. Giờ dĩ bột lấy nước tôm nè. Phải lấy ớt không? Dĩ bột lấy nước tôm. Đấy. Anh ở đây đem về, anh chạy xe ra đi. Về lấy ớt không hộp bột? Cô hay ăn ở đây không cô? Ăn đây nè. Ăn đây trước à? À, ăn đây mà bây giờ lâu lâu mới ghé rồi. Dạ. Xa, nhà xa quá. À, nhà xa quá. Cô máy ở đâu cô? Cô chạy trên Mã Lò. Trời ơi, Mã Lò đây chạy đây cũng mấy khoảng 5-6 cây hả? Thôi chạy cây thôi. Chạy cây thôi. Quay tôi vô ông nội. Quay vô. Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Cô xấu hổ quá. Anh có lấy gì? Dạ không còn lấy hả? Đi ăn hàng xấu hổ quá. Là anh dĩ này là con đi ăn hàng chút mà con đâu xấu hổ đâu. Ủa cũng là đó. Con ngày nào cũng đi ăn hàng này. Con này quen là gì không quen. Con quen rồi. Không có đẹp mà quay lên xấu lắm. Ờ.
Con ngày nào cũng đi kiếm hàng ăn này. Có ngủ kêu má ra. Để hợp cô. Dài tắng xíu xíu ha. Phải thấy gì đứng ở ngoài anh thấy thương quá. Sao không để xe vào nhà anh gì ơi? Đau lưng không có ngồi được. À đau lưng à? Mổ bị điện. À tắt thoát vị địa điện. Vì đau lưng không ngồi được. Cái trên là cải sa bấu luôn chị. Cái này củ sắn đâu á. À củ sắn à. Thấy luôn năm ấy. Củ sắn đúng không? Củ sắn. Củ sắn với lại có tép đúng không? À củ sắn với tép, em mới tưởng cải sa bấu. Đó là xấu gì mà củ sắn nó tốt hơn sa bấu. Dạ. Nó mới tốt. À củ sắn này. Cái này giống như bánh đúc của người Bắc á. Dạ đúng rồi. Hôm bữa con mới ăn bánh đúc nó như chặn bánh đúc ạ. Nhưng mà nó ngon hơn bánh giò. À ngon hơn bánh giò. Ngon hơn bánh giò. À ngon hơn bánh giò à cô. Dạ. À bây giờ anh ngán. Cái này ăn nó cũng dễ tốt cho tiêu hóa, dễ tiêu hóa. Mới ra lò. Nóng quá. Đúng rồi. Cái sự phỏng nó giá nó phỏng lúa da rồi đó. Nó băm lớn á. Nó băm lớn rồi rất nhiều quá, bự bự á. Chị thấy ra mà lúa da rồi nó cái đó. Bánh khoa mà người lúc có hỏi chị Phúc á. Hả? Chút xíu mới có. Làm em một phần bánh bột nhé. Ăn ở đây, ăn đây luôn, lại cho hai cái hành thánh nữa. Cho thêm một cái ít trần nữa. Bỏ lên trên luôn. Này và mì nước mắm này các bạn này, nước mắm cay, nước mắm thường. Dạ. Dạ. Ở đây thì thấy nhà chị bán mang về là nhiều. Mình ăn ở đây cũng có một số cái ghế đậu để chúng ta ngồi nhé. Dạ, dễ ăn này cô ha. Lại ăn là có 5.000, lên 7.000, lên. Dạ, giờ lên 10.000. Ừ. À, ngày xưa có 5.000, giờ lại 7.000, 10.000. Bán nhân dân lao động. Dạ. Cái này ăn nó dễ ăn. Dạ, con chỉ nghe bác nói thôi. Dạ, chúng có xin mà làm cho em nữa nha. Dạ. Cho em vậy thôi, không ăn. Chế nóng quá nó rồi làm như bọt mềm đúng không? Nó không nóng ra. Ừ. Còn nóng. Cái hộp cũ hả? Giờ tao ăn chút. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn một chút nó bụng nó cứng ngon. Dạ. Dạ, 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 dạ. Hai cái này. Thôi nó còn dưới cái bánh trần kìa. Cái bánh trần, bỏ vô luôn. Ăn thập cẩm. Bây giờ có gì hả? Dù lẽ có. Rồi. Này là ăn theo thập cẩm này. Em đợi lát ăn mới ngon. Bây giờ đang nóng. Đang nóng hả? Đúng rồi, hỏi cô này kìa biết rồi. Nóng không ngon? Ngồi ăn ngon lắm. Dài dài.
Đây quý vị các bạn, mình gọi một cái phần này này. Phần này là nhìn cái đĩa này là 10 ngàn. Với lại hai cái này là thêm 5 ngàn, 15 ngàn. Với cái máy trần nữa nó 20 ngàn các bạn. 20 ngàn cái đĩa này. Đây là tiên mình ăn thử cái món này là hoành thánh chiên này. Này nó vỏ bên ngoài nó giòn, bên trong thì nó mềm mềm á. Chứ bên trong này là cái củ khoai môn. Nhân bên nguyên khoai môn. Đây cái ăn thử cái bánh bột này các bạn. Bánh này giống kiểu bánh đúc á, như kiểu bánh đúc ngoài Bắc á. Mời quý vị các bạn nhé. Cái nước mắm này, mắm pha này ăn nó rất là vừa luôn á. Đây mời quý vị các bạn nha. Cay quá. Cái nước mắm rất là cay luôn. Nhưng mà ngon lắm. Bánh bột ăn nó mềm. Và ăn cái hành phi này nó thơm lắm. Cái bỏ vào miệng nó tan trong miệng luôn. Này là nhân củ sắn với lại tép. Này là món ăn của người Hoa các bạn. Nhưng mà rất là dễ ăn thôi. Không có khó ăn đâu. Ăn nó thơm mà nó ai ăn ăn quen là thấy nó ngon lắm. Để kiên thử ăn cái bánh ít trần này. Mời quý vị nha. Cái trần nó mềm, nhân bên trong thơm á. Bên trong thì nó có nấm mèo, củ sắn với lại cà rốt gì á. Không phải tép. Đây là thịt bằm. Ăn rất là thơm. Cái này để nguội ăn mới ngon đúng không chú? Cái này nguội ăn mới ngon đúng không? Nó là không được. Nóng gì ăn cũng ngon. Tôi có bao thử. Dạ. Thử mà yếu là nóng. Dạ. Thank you.
À, quý vị ơi, Kiên vừa mới thưởng thức xong một cái đĩa bánh bột ở đây này, đĩa hoành tráng Kiên ở đây nhé. Với lại một cái bánh bột lọc, nói chung là mình ăn cái này nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa, nó rất là dễ tiêu các bạn. Bánh bột ăn rất là dễ tiêu, ai mà bao tử yếu yếu, mình ăn này nó rất là tốt cho bao tử của mình nhé. Hai nữa là mà làm bánh bột cho mình ăn, bỏ vào miệng ăn tan trong miệng luôn. Và cái nước mắm ở đây làm nó rất là, gọi là mình ăn nó cảm thấy nó hợp lắm, rất là ngon luôn đó. Ở đây thì bán rất là bình dân, chỉ có 5.000, 10.000, 15.000 thôi. Giá rất là bình dân, ai ăn cũng được các bạn. Đó. Địa chỉ thì số 182 đường Mã Lò, phường 12, quận 11 các bạn. Rất là cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Chúc quý vị một năm mới thật là nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi, xin chào tất cả quý vị.